Tối hôm qua 21 tháng 6, đoàn xe chở các công dân của tỉnh Điện Biên đầu tiên trở về từ vùng dịch Bắc Giang đã đến huyện Tuần Giáo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã nhận bàn giao kiểm đếm số người tại địa phận đèo Pha Đin và đưa về khu cách ly y tế tập trung do huyện bố trí. Trong đợt này, huyện Tuần Giáo đã bố trí 12 xe để đón 310 công dân đang lao động tạm trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đăng ký nguyện vọng về địa phương. Trong quá trình di chuyển đảm bảo phòng chống dịch nghiêm ngặt, khi đến khu vực huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La, có một người có dấu hiệu mệt sốt, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã khẩn trương bố trí một xe y tế riêng đón và đưa về bệnh viện phổi của tỉnh Điện Biên theo dõi. Kết quả xét nghiệm lần đầu của công dân này lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 6 là âm tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 309 công dân được đưa về khu 3 cách ly tập trung và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Quy trình lấy mẫu đảm bảo khẩn trương nghiêm ngặt. Đối với các công dân trên xe có người bị mệt, sốt sau khi lấy xong mẫu, bố trí toàn bộ công dân này ở một khu riêng biệt. Đến 2 giờ sáng ngày 22 tháng 6, huyện Tuần Giáo đã thực hiện xong việc lấy mẫu và xử lý mẫu gửi về CDC Điện Biên để xét nghiệm. Quá trình di chuyển tiếp nhận và phân loại cách ly những công dân từ vùng dịch trở về diễn ra đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Hiện sức khỏe của 309 công dân ổn định, không có trường hợp nào có dấu hiệu ho, sốt.